Anh Tú ơi, đây là Thuận nhá. Từ hôm nay thì Thuận sẽ là nhân viên mới của phòng anh. Hai anh em làm quen và giúp đỡ nhau trong công việc mới nhá. Dạ, em chào anh ạ. Em là nhân viên mới. Trong thời gian làm việc có vấn đề gì em mong anh giúp đỡ ạ. Em cứ yên tâm, anh sẽ giúp đỡ Thuận từ A đến Á. Từ A đến Z. Thế thôi Thuận, đây á, em sẽ ngồi đây này. Cố gắng làm quen với anh Tú nhá, rồi anh ấy giúp cho. Dạ vâng, đây. Em cảm ơn chị ạ. Anh em gặp được chị nhé. Để anh chỉ cho em mấy cái này nhé. Đây là dự án mà công ty của chúng ta đang làm. Em cứ đọc đi, xem có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. À mà thôi, giờ này cũng đến giờ ăn trưa rồi, hay là em đi ăn trưa cùng với anh nhé. Hôm nay em có hẹn với bạn mất rồi, để hôm khác anh nhé. Thế thôi, thế cũng được. Hôm nay em đi làm sớm đấy. Úi giời. Tại anh thấy có con gì nên anh đập hộ em thôi. Đây là chỗ công cộng và công ty có rất là nhiều người. Nên là nếu anh thích, chúng ta có thể hẹn nhau ra chỗ khác. Được, em thích ở chỗ nào anh cũng chiều hết. Được, vậy chiều nay 5 giờ tôi hẹn anh ở giữa sảnh công ty. Ấy, từ từ đã. Em phải làm gì để cho anh tin chứ? Anh đừng có hỏi mấy câu ngu như thế. Mà tôi nói cho em biết, anh bỏ ngay cái trò vụ trộm đi, tôi đang tặng cơ hội cho anh. Tưởng cô cao sang quyền quý thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại gái bóc bánh trả tiền thôi. Được rồi, 5 giờ chiều nay tôi mà không thấy cô ấy, đừng có trách đấy. Điên lại đi đứng kiểu gì đấy? Mày có thích mày không? Mày có thích yêu mày không? Ai là người yêu mày? Con này là người yêu mày á? Ai là con đấy hả? Cái loại hãm hại con gái người khác như mày ấy, xứng đáng cho vào tù. Tất cả bằng chứng với tôi của anh, tôi đã có ảnh video rồi, tôi sẽ gửi cho giám đốc của anh. Và tất cả mọi người sẽ biết được mặt khốn nạn của anh đấy. Tôi không phải nói nhiều, tôi riêng cái thằng này ngày hôm nay. Nhớ đấy. Mày cứ chạy đi. Bực thật đấy. Để thằng này nhá, mai cả một đứa anh đánh nó ở đây luôn. Bỏ đi anh ạ. Ngày mai em up bài lên kiểu được. Bây giờ